Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã thực hiện một cuộc khảo sát thực địa tại khu kinh tế Định An, nằm ở phía đông nam tỉnh Trà Vinh. Khu kinh tế Định An có vị trí giáp biển và sông Hậu, giữa hai huyện Trà Cú và Duyên Hải. Diện tích tự nhiên của khu vực này là 39.020 ha, với giai đoạn 1 đến năm 2020 đã thực hiện 15.403,7 ha. Dựa trên quy hoạch tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh dự kiến phát triển khu kinh tế Định An thành một khu kinh tế động lực cho tỉnh Trà Vinh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long với đa dạng ngành nghề và lĩnh vực hoạt động. Khu kinh tế Định An có nhiều lợi thế đáng kể, bao gồm vị trí giáp biển với khoảng cách 42 km, cảng nước sâu và kết nối với luồng tàu qua kênh đào Trà Vinh, nằm ở điểm giao thông quan trọng với mạng lưới giao thông bao gồm quốc lộ 53, quốc lộ 54, quốc lộ 60 và các tuyến đường bộ ven biển. Trung tâm điện lực Duyên Hải với công suất 4.400 MW cung cấp nguồn điện ổn định. Ban quản lý khu kinh tế Trà Vinh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư quan tâm đến khu kinh tế Định An. Ngoài các ưu đãi đã quy định trong pháp luật Việt Nam về đất đai và thuế, tỉnh cũng thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ như đầu tư vào cơ sở hạ tầng cần thiết và đào tạo lao động. Thủ tục đầu tư tại khu kinh tế Định An được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông và ban quản lý khu kinh tế là cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng đã tiết lộ rằng khu kinh tế Định An đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Trong đó một trong những thách thức quan trọng cần được giải quyết là vấn đề kết nối hạ tầng giao thông.